Choáng ngợp về bí quyết làm đẹp độc dị của sao Cbiz, Nhật Bản đắp mặt nạ ra đường, Dương Mịch muốn vỡ nợ vì mỹ phẩm. Để duy trì nhan sắc không tuổi, các mỹ nhân hoa ngữ như Địch Lệ Nhật Ba hay Dương Mịch Phạm Băng Băng luôn quan tâm đến vấn đề chăm sóc làn da của mình. Địch Lệ Nhật Ba dưỡng ẩm mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đi ra đường. Nét đẹp bền bỉ như tường thành không tự nhiên mà có, Địch Lệ Nhật Ba đặc biệt quan tâm đến làn da như bữa ăn giấc ngủ của mình. Bên cạnh chống nắng dưỡng ẩm cho da là bước mà mỹ nhân Tân Cương vô cùng quan trọng. Cô đắp mặt nạ 3 lần trong một ngày, trước khi make up, nghỉ giữa giờ, mỗi tối trước khi đi ngủ. Thậm chí Cnet từng không ít lần chứng kiến Địch Lệ Nhật Ba đắp mặt nạ ra ngoài đường. Phương pháp này vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa mang đến làn da đỉnh của chóp. Phạm Băng Băng đắp xương xương 16.000 miếng mặt nạ. Được mệnh danh là tượng đài nhan sắc của Cbiz, Phạm Băng Băng có vô vàn tip hay ho để bảo trì làn da của mình. Nhưng đáng chú ý là thói quen nghiện đắp mặt nạ. Có fan nhiệt tình tính thử, nếu cho mình một năm có 365 ngày, mỗi ngày Phạm Băng Băng đắp 2 miếng, cộng thêm những lần phát sinh thì trong 20 năm qua, mỹ nhân họ Phạm đã đắp trên dưới 16.000 miếng mask. Dương Mịch thay mỹ phẩm như thay áo. Dương Mịch từ trước đến nay luôn duy trì thói quen thay đổi mỹ phẩm 6 tháng trên một lần. Lý giải về điều này, cô cho rằng bản thân mình luôn lắng nghe làn da để xem da cần gì rồi điều chỉnh cho phù hợp. Nếu sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu, Dương Mịch sẵn sàng bye bye cho dù giá thành có cao tới đâu. Hầu hết các dòng sản phẩm của nữ minh tinh sử dụng đều thuộc dòng high-end. Cúc Tịnh Y rửa mặt bằng nước vo gạo ủ trong tủ lạnh 5 tiếng. Trong một bài phỏng vấn, Cúc Tịnh Y từng tiết lộ bản thân có thói quen rửa mặt bằng nước vo gạo. Để thực hiện bước làm đẹp này, cô phải ngâm gạo trong nước khoảng 5 phút, sau đó chắt lấy phần nước rồi bảo quản tủ lạnh 5 tiếng. Tuy tốn khá nhiều thời gian và công sức, nhưng Cúc Tịnh Y luôn theo đuổi để giữ gìn làn da sừng danh, mỹ nhân 4.000 năm có một của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!